Thưa quý vị và các bạn, tại Hải Dương có một di tích quốc gia đặc biệt mang tên An Phụ, hay còn gọi là Đền Cao An Phụ, thuộc xã An Sinh, huyện Kinh Môn, thờ An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người ba lần đã lãnh đạo quân dân ta kháng chiến đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược, giữ vững nền độc lập dân tộc. Đức Thánh An Sinh Vương Trần Liễu, người có công lớn trong việc tạo dựng nhà Trần, là anh ruột của Trần Cảnh, vị vua đầu tiên của triều Trần. Mùa xuân năm Đinh Dậu 1237, triều đình cắt đất ở các xã An Phụ, An Sinh, An Dưỡng, An Hương, An Bang, nay thuộc huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh, cho Trần Liễu làm thái ấp và phong ông làm An Sinh Vương. Sau khi được cắt đất lập ấp, An Sinh Vương Trần Liễu giúp vua trấn thủ vùng Đông Bắc, ra sức giúp nơi đây trở thành vùng giàu có, trung tâm văn hóa, khoa bảng nở rộ. Trần Triều Vương Phụ An Sinh là anh ruột của Trần Cảnh, cha ruột của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người tài giỏi, là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Trần, từng được vua Trần Thái Tông phong chức úy phụ quốc và đi sứ Thanh dẹp giặc. Đồng thời, ông cũng là một nhân vật mà người đời thường nói tới khi nhắc đến mối hận cướp vợ của Trần Liễu với vua Trần Thái Tông, cùng lời chan chối giành lại ngôi vua với con trai là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. An Sinh Vương có tên húy là Trần Liễu. Ông sinh năm Kiến Gia thứ nhất 1211, mất tháng 4 năm Nguyên Phong thứ nhất 1251 tại đất Thang Mộc thuộc tỉnh Hải Dương và một phần tỉnh Quảng Ninh ngày nay, thọ 41 tuổi. Trần Liễu sinh tại Phủ Đệ Tinh Cương, Phủ Long Hưng, nay là xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông là con trai cả của vua Trần Thừa, không rõ mẹ là ai, thông thường đều mặc định là Lê Thị, vợ cả của Trần Thừa và là mẹ ruột của Trần Thái Tông, Trần Cảnh. Theo thông tin hiện có, Trần Liễu có lẽ là anh cả trong số những người con của Trần Thừa. Dưới Trần Liễu là Trần Thái Tông, Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu. Ngoài ra còn có Thụy Bà Công Chúa, Thiên Thành Công Chúa và người anh em trai ngoài giá thú là Hoài Đức Vương Trần Bà Liệt. Cả ba hiện đều không rõ thứ tự trong nhà. Khi ông sinh ra và trưởng thành, họ Trần lúc đó dẫn đầu là Trần Lý, đang là thế lực quân phiệt có sức ảnh hưởng tại thôn Lưu Gia, buộc vị thái tử của nhà Lý là Lý Hạo Sảm phải nương nhờ gia tộc này. Sau khi cô của Trần Liễu là Trần Thị gả cho thái tử, gia tộc họ Trần chính thức tham gia vào cuộc chiến chính trị khi ấy. Thái tử lên ngôi, tức là Lý Huệ Tông, gia tộc họ Trần lại bị xoay vần vì tình hình chính trị phức tạp và dã tâm của người chú Trần Tự Khánh, một người không hề giấu giếm việc muốn thao túng hoàng gia nhà Lý. Tới giai đoạn năm Bính Tý, thời kỳ Kiến Gia năm 1216, lúc này Trần Liễu lên 6 tuổi, chính quyền nhà Lý cơ bản hoàn toàn nằm trong tay họ Trần. Sau khi Lý Huệ Tông quyết định nương nhờ người chú Trần Tự Khánh, đồng thời sách lập Trần Thị làm hoàng hậu. Không rõ vào thời gian nào, Trần Liễu cuối cùng được ban hôn với Thuận Thiên Công Chúa Lý Oánh, chị của Lý Chiêu Hoàng, con gái lớn nhất của Lý Huệ Tông, đồng thời còn là chị em họ của ông vì mẹ của Thuận Thiên là Trần Hoàng Hậu. Trong cuộc đời mình, An Sinh Vương Trần Liễu được phong rất nhiều chức tước khác nhau. Đầu tiên, khi được ban hôn với công chúa Thuận Thiên, ông được vinh phong làm phò mã đô úy và phong chức Phụng Cản Vương. Đến năm 1228, ông được vua Trần Thái Tông phong chức thái úy. Năm 1234, khi Trần Thừa mất, Trần Liễu được vua ban tước Hiển Hoàng Vương. Nhưng hai năm sau, vào năm 1236, ông bị giáng xuống làm Hoài Vương vì dính vào vụ án thông dâm với một cung nữ nhà Lý. Sau vụ đem quân chống trả lại triều đình vì mối hận thái sư Trần Thủ Độ ép ông trao vợ cho vua Trần Thái Tông và thoát chết nhờ vua cứu năm 1237, Trần Liễu được ban tước Yên Sinh Vương vì lúc ấy ông được cắt đất phong làm thang ấp ở vùng Ngũ Yên có tên là Yên Phụ, Yên Sinh, Yên Dưỡng. Sau khi mất, ông được vua ban tước Khâm Minh Từ Thiện Đại Vương. Sự kiện nổi bật nhất
trong cuộc đời An Sinh Vương Trần Liễu, đó chính là việc Thái sư Trần Thủ Độ ép Trần Liễu trao người vợ đang mang bầu 3 tháng là công chúa Thuận Thiên cho vua Trần Thái Tông. Theo đó, năm 1237, lúc ấy hoàng hậu của vua Trần Thái Tông là hoàng hậu Chiêu Thánh, người đã nhường ngôi nhà Lý cho Trần Cảnh, tức là vua Trần Thái Tông, sống với nhau 12 năm mà vẫn chưa có một người con nào. Triều đình lo cho hậu vận nhà Trần có thể bị mất ngôi như nhà Lý. Vì nhà Lý không có con trai nên ngôi vua mới rơi vào tay nhà Trần. Mặc dù lúc ấy người thiếp của vua Trần Thái Tông đã sinh cho ông một người con trai là Vũ Uy Vương Trần Nhật Duy, nhưng vì Nhật Duy không có dòng máu của nhà Lý nên không thể kế thừa ngôi vua. Bởi lẽ nhà Trần có được ngôi vua là do được công chúa Lý Chiêu Hoàng trao cho, nên về lý mà nói, cháu ngoại của vua Lý Huệ Tông lên ngôi mới đúng nghĩa. Lúc bấy giờ, thấy công chúa Thuận Thiên đang có mang 3 tháng với Trần Liễu, Thái sư Trần Thủ Độ liền bàn với Trần Thị Dung đưa Thuận Thiên về làm vợ vua Trần Thái Tông, ép vua lấy chị dâu của mình và lập làm hoàng hậu. Đồng thời, phế người vợ đã chung sống 12 năm là Chiêu Thánh Hoàng hậu xuống làm công chúa. Vua Trần Thái Tông lúc bấy giờ phản đối kịch liệt, bèn rời khỏi kinh thành lên núi Yên Tử. Thái sư Trần Thủ Độ lúc ấy lập tức đưa quân đi tìm nhà vua Trần Thái Tông và thuyết phục ngài trở về. Nhân việc thái sư kéo quân đi buông lỏng phòng bị, Trần Liễu vì uất ức bị mất vợ đã sắp đặt đội quân chuẩn bị đánh chiếm triều đình. Nhưng điều không ngờ là tất cả sự việc đã được thái sư Trần Thủ Độ tính toán. Ngay lúc ông đang kéo quân đánh vào kinh thành thì bị quân triều đình bao vây. Vì không đủ sức chống trả lại quân triều đình, để thoát được cái chết, Trần Liễu đã nghĩ ngay đến người em thân thiết của mình là vua Trần Thái Tông. Chỉ vua mới cứu được ông lúc này. Trần Liễu đã ngầm hẹn với vua Trần Thái Tông đúng giờ ngự thuyền ra sông cái cứu mình. Khi giả làm người dân thường đánh cá, Trần Liễu đã gặp được Trần Thái Tông. Khi ấy, đúng lúc Trần Thủ Độ đến, Trần Thái Tông đã lấy thân mình che chở cho Trần Liễu, khiến Trần Thủ Độ không thể làm gì được. Trần Thủ Độ thấy cảnh này vô cùng tức giận, ném gươm xuống sông và nói: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch như thế nào." Sau vụ việc này, binh lính của Trần Liễu đều bị giết hết sạch. Nhờ sự hòa giải của bà Trần Thị Dung, vợ thái sư Trần Thủ Độ, mà Trần Liễu và vua Trần Thái Tông đã tha thứ cho nhau và tình cảm anh em trở lại như xưa, như chính sử đã ghi. Tuy nhiên, dù chính sử nói vậy, nhưng mâu thuẫn trong lòng An Sinh Vương Trần Liễu vẫn còn đó. Thậm chí mâu thuẫn này còn trở thành mối hận sâu sắc đến mức khi chết, Trần Liễu vẫn còn chăn trối lại với con của mình là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn rằng: "Con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Và tuy rằng Trần Quốc Tuấn nhận lời vì đạo hiếu đối với cha mình, nhưng trong thâm tâm không cho điều này là đúng. Sau sự việc đó, Trần Liễu phải chấp nhận tước phong An Sinh Vương và được triều đình cấp cho vùng đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang thuộc một phần đất Uông Bí, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay và toàn bộ phủ Kinh Môn bây giờ, để giúp triều đình nhà Trần trấn ải vùng Đông Bắc, ra sức kiến thiết một cõi Hải Đông thành vùng giàu có. Ông về đây sinh sống, lấy việc xây dựng trang ấp giàu mạnh, nhân dân no đủ làm vui và dạy con cái vương trưởng là niềm hạnh phúc. Ông thường lên đỉnh non thiêng cao nhất của dãy An Phụ, nơi có ngôi chùa Tường Vân cổ kính, để gửi gắm tâm trạng của mình vào chốn thiền Phật. Vào một ngày xuân hè năm 1251, ông có căn dặn với người nhà và gia nô của mình rằng: "Ta lên đỉnh núi An Phụ trong vòng 14 ngày, tương ứng với 14 năm ông ở mảnh đất này. Nếu ta không trở về trang ấp này thì các ngươi mới lên đây tìm ta." Nghe lời ông dặn, đúng 14 ngày không thấy ông trở về, người nhà và gia nô lên đỉnh An Phụ để tìm nhưng không thấy ông đâu, chỉ thấy một chiếc võng mắc vào hai cây xoan đào, trong đó có một tổ mối.
Người nhà vô cùng đau xót, cho rằng ông đã hóa tại đây vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Nguyên Phong thứ nhất 1251, nên đã cho đắp mộ và lập miếu thờ. Ngôi mộ này chính là hậu cung của đền Cao ngày nay. Vào tháng 4 âm lịch năm ấy, Trần Liễu qua đời, hưởng dương 41 tuổi, gia tặng làm đại vương, không rõ mộ táng ở khu vực nào. Về sau, ông được truy thụy hiệu là Khâm Minh Đại Vương. Nhân dân tưởng nhớ An Sinh Vương Trần Liễu, lại ghi nhớ ơn người đã có công sinh thành nên 7 người con tài giỏi xuất chúng, lập nhiều chiến công chống quân Nguyên Mông, bảo vệ toàn vẹn nước nhà, nên đã lập đền thờ ông tại rất nhiều nơi. Các đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu đều được nhân dân thường xuyên tề tự về dâng hương dâng lễ, thành tâm cúng khấn, đặc biệt là vào những ngày lễ tiết lớn trong năm, như ngày đầu năm mới, ngày tiệc An Sinh Vương Trần Liễu là ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch. Trước khi mất, An Sinh Vương Trần Liễu có yêu cầu Trần Hưng Đạo phải giành được thiên hạ, ý nói là tranh lấy ngôi vua. Tuy nhiên, vì việc nước, Trần Hưng Đạo đã không làm theo lời cha, gác thủ riêng, dốc lòng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trần Quốc Tuấn càng ý thức được trách nhiệm của mình với vận nước, ý thức của một tôi trung. Bởi thế, ông đã lựa chọn cách không thực hiện theo lời chăn trối của cha để tránh gây nạn can qua cho dân lành, tập trung nâng cao nội lực đất nước trước sự dòm ngó của giặc phương Bắc. Trước cường địch, ngài biết chủ động giải mối thù hận giữa hai gia đình để cùng nhau chung sức cứu nguy đất nước. Chuyện kể rằng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là con trai thứ hai của An Sinh Vương Trần Liễu, còn Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải là hoàng tử thứ ba của vua Trần Thái Tông và Thuận Thiên Hoàng Hậu, tức là vợ của Trần Liễu. Xét trong thế thứ họ hàng ruột thịt, Trần Quốc Tuấn là anh con bác của Trần Quang Khải. Đời cha, Trần Liễu có mối thâm thù với Trần Thái Tông, nhưng đến đời con, Trần Quốc Tuấn xử sự hoàn toàn khác. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 8 tờ 21 và 22 có ghi lại hai mẩu chuyện rất cảm động như sau. Trước kia, vua Trần Thánh Tông thần đem quân đi đánh Mãn Bà La, Quang Khải đi theo. Khi sắp đi, sứ thần Trung Quốc tới, Thánh Tông triệu Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn đến bảo rằng: "Thượng tướng theo quan gia đi đánh giặc, trẫm muốn phong cho nhà ngươi làm tư đồ, xung vào việc ứng tiếp." Quốc Tuấn thưa rằng: "Việc ứng tiếp sứ thần Trung Quốc tôi xin đảm nhận, còn việc phong chức tư đồ tôi không dám nhận. Nay quan gia đi đánh giặc, Quang Khải theo hầu, bệ hạ lại tự ý phong chức cho tôi, e rằng tình nghĩa trên dưới chưa được ổn thỏa." Quang Khải với Quốc Tuấn vốn trước không hòa hiệp với nhau. Có một hôm, Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp về, Quang Khải cùng Quốc Tuấn đánh cờ chơi đùa suốt ngày. Quang Khải tính không hay tắm gội, Quốc Tuấn cởi áo và lau rửa giúp Quang Khải rồi nói: "Hôm nay tôi được tắm cho thượng tướng." Quang Khải cũng nói: "Hôm nay tôi được quốc công tắm rửa cho." Từ bấy giờ, hai người chơi với nhau thân mật lắm. Có lẽ mục đích làm thế của Trần Quốc Tuấn là để muốn vĩnh viễn xóa bỏ hận thù giữa hai gia đình Trần Liễu và Trần Cảnh. Sau chiến tranh Vệ Quốc toàn thắng, triều đình dâng sớ tấu vua về những kẻ phản nghịch, đầu hàng giặc. Vua hỏi ý kiến Trần Hưng Đạo về cách xử trí. Hưng Đạo Đại Vương đã xin đốt bỏ hồ sơ để xóa hết hận thù, tránh cho kẻ lầm đường phải mang mặc cảm tội lỗi, hoặc là vì bị cùng đường sẽ sinh loạn. Đó là tấm lòng khoan dung, đại lượng của bậc anh hùng. Chính vì biết gạt bỏ thù riêng để lo việc nước, Trần Hưng Đạo đã cùng với triều đình nhà Trần và toàn dân ba lần đánh tan quân Nguyên Mông sang cướp nước ta, ba lần chiến thắng đại quân Mông Nguyên của vị tướng tài ba lỗi lạc Trần Hưng Đạo là những chiến thắng vô cùng oanh liệt của quân dân nhà Trần. Một đất nước nhỏ bé đã anh dũng đánh bại một đội quân thiện chiến mạnh mẽ nhất trên thế giới thời bấy giờ. Có được chiến thắng này là nhờ sự đoàn kết một lòng của vua tôi nhà Trần, mà điển hình là việc gác bỏ thù riêng để lo vận nước.
Ngày nay, trên vùng đất Kinh Môn, tọa lạc giữa hai đỉnh núi cao nhất của dãy An Phụ Sinh là ngôi đền cao thờ An Sinh Vương Trần Liễu. Hậu cung của ngôi đền là phần mộ của An Sinh Vương Trần Liễu và chùa Tường Vân, nơi sinh thời Trần Liễu vẫn lên đây tâm sự và ôm mối hận của mình. Nằm trên vùng đất địa linh với cảnh quan thiên tạo kỳ thú, từ lâu đã được biết đến với những giá trị hiếm có về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nơi đây, tỉnh Hải Dương còn cho xây dựng tượng đài người anh hùng dân tộc, quốc công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên một ngọn núi thuộc dãy An Phụ, trên mảnh đất Thang Mộc ấp của An Sinh Vương thuở trước, nơi có điện thờ thân phụ của người. Như vậy, sử sách và tín ngưỡng dân gian đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về công lao của cha con An Sinh Vương Trần Liễu, người đã thân sinh ra Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, bậc thiên tài quân sự, người anh hùng dân tộc, danh nhân thế giới. Tên tuổi và công lao của người sống mãi trong tiềm thức của dân tộc Việt Nam.